Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì các bạn đã thấy mình vừa post lên trên YouTube một cái hình. Hồi hôm qua, thực ra mình rửa xe từ chiều hôm qua rồi. Buổi hôm trước mình có đi Vị Thanh về thì xe dơ cực kỳ dơ. Mình vệ sinh xe sạch sẽ, rửa sơn luôn. Và buổi tối hôm đó mình có chạy đi một vòng nè. Rồi sáng hôm sau mình đi báo giá. Ha, thế trưa về là mình lau chùi sơ lại rồi mới dưỡng sơn, chụp hình chuẩn bị là khoe với các bạn là mình vừa rửa xe, mà mình quên luôn, mình lu bu quá mình quên. Cuối cùng là tới đâu khoảng 4 giờ chiều là bị mưa, mưa ướt nhẹp luôn, mưa lớn đó các bạn. Các bạn thấy là cái câu chuyện mà rửa xe chờ mưa á, nó linh nghiệm ghê không? Mà ý là bây giờ đang là tháng nắng ở tại Sóc Trăng mình nha, là tháng nắng đó các bạn, mà vẫn bị mưa, mà chạy xe về là mắc mưa luôn đó các bạn. Công nhận, phải công nhận là rất là trùng hợp, rất là trùng hợp. Thì video này mình lại tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các bạn. Bây giờ có rất nhiều câu hỏi cũng khá là hay ha. Mình ví dụ như là winner mà đổi dây cu roa, có một bạn nói nè, muốn mình là cho cái suy nghĩ về vấn đề này. Thì mình chưa có từng nghe vấn đề mà xe số mà đổi dây cu roa này. Có bạn cho thông tin là có đó, có nhiều bạn làm và đã về zin. Nhưng mà với mình, tại sao xe tay ga làm dây cu ro mà xe côn tay hay là xe số lại làm sinh nhông dĩa? Là tại vì nhất là xe côn tay này, nếu mà các bạn đổ dây cu ro thì nó thực sự là giống như là nó không có thực tế. Tại vì xe côn tay này á, là các bạn buông côn, các bạn bắt côn á, là cái bánh xe nó giật dữ lắm. Mà xài dây cu ro á, là các bạn sẽ làm giảm đi cái năng lượng mà cái cục máy này nó truyền ra bánh sau, giảm đi nhiều. Các bạn để ý ha, một chiếc xe tay ga mà nếu các bạn mà vặn mạnh ha, thì cái việc đầu tiên nó là cái gì? Chắc chắn là sợi dây cu ro nó sẽ có trượt một chút, rồi sau đó nó mới bắt và nó lôi cái bánh đi, và cái bánh sẽ ngay lập tức là xoáy lên thế này. Là dây cu ro còn mới nha, bu ly mới và dây cu ro mới thì nó sẽ xoáy lên thế này và nó sẽ làm trượt bánh và rất là dễ té. Còn với xe côn tay này mà các bạn đổ dây cu ro, các bạn nẹt ga, buông côn một cái, nó giật một cái một, thì chắc chắn là cái điều đầu tiên nó làm nó còn phải dữ dằn hơn là cái chiếc tay ga nữa. Nó sẽ xoắn cái dây cu ro này tích một cái, rồi sau đó nó mới giật cái bánh quay. Mà cái hành động đó sẽ rất là nguy hiểm, thậm chí nó nguy hiểm hơn gấp 10 lần với chiếc tay ga. Nó sẽ làm cái người điều khiển lập tức là có khả năng là bị quăng bánh và té ngay lập tức. Tại vì các bạn tưởng tượng đi, dây cu ro nó đang chạy không, tức là các bạn vô tình các bạn nẹt ga nè, buông côn nè, nó sẽ xoắn đúng không, quay dấu một cái vậy nè, nó sẽ quay không, tại vì không thể nào bắt kịp đâu. Trong thời gian quay không đó, nó sẽ bắt vào cái bu ly, bu bạc càng ung ra để bắt cái bánh này quay theo. Thì cái hành động mà nó đang quay nhanh như thế mà tự nhiên cái nó bị chạm vào cái bánh, nó bắt cái bánh quay theo đó các bạn, là nó sẽ gây ra một cái kêu bằng phản ứng, nó kiểu như dây chuyền á, là làm cho ngay lập tức cái xe mình bị quăng liền. Đó là lý do tại sao mà xe tay ga nha, các bạn lội nước, mà nước mà đã vô trong cái bố nồi rồi ha, mà các bạn gắn gắn đề gắn mà vặn ga để mà chạy á, là té là nguy hiểm lắm. Biết tại sao? Nó trượt rồi các bạn, dây cu ro nó bị nước vô á, nó trơn, mà khi các bạn vặn ga thì nó trượt, dây cu ro nó quay thôi nhưng mà cái bánh không quay các bạn ha. Cái phần phía trước bố nồi trước á thì dây cu ro nó vẫn quay nè, nhưng mà cái bánh xe không quay, thì các bạn lại càng vặn lớn lên để cho nó chạy. Mà tới khi mà nó bắt được cái bánh xe là lúc đó cái dây cu ro nó đang quay tốc độ rất là cao rồi, bất thình lình bắt vô cái bánh xe một cái một, thì cái điều đầu tiên các bạn nghĩ thôi, nó sẽ là như thế nào? Có phải là nó sẽ cuốn cái bánh mình trôi tuột đi và nó sẽ làm quăng cái xe mình té ngang không? Rất nhiều người bị rồi đó các bạn, rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm. Nó bắt từ từ vô á thì còn được, mà bất thình lình nó bắt cái cụp vô một cái một là rất là nguy hiểm. Thì xe côn tay nó còn nguy hiểm gấp 10 lần như thế. Cho nên là cái chuyện mà xe côn tay mà đổi dây cu ro là bất khả thi, và tuyệt đối không nên làm chuyện đó. Nếu có làm mà chỉ là để thử nghiệm và chơi thôi, chứ nó là phi thực tế, nó không thể nào được ha. Không nên làm như thế đâu các bạn. Nãy giờ mình nói các bạn hiểu ý mình không ta? Tại vì xe côn tay này á, cái độ bốc của nó đó, cái độ giật đó các bạn, nó còn dữ hơn xe tay ga nữa. Xe tay ga nó chỉ là từ bu ly trước nó truyền bu ly sau thôi, còn cái này á, các bạn đang nẹt ga nè, bốc đầu đó,
buông côn một cái, nó bắt một cái một bất ngờ như thế, dây cua ro nó sẽ cuốn một cái nè, và sau đó nó bắt vô cái bánh xe mình, nó cuốn thêm cái nữa, là cái chuyện té là chuyện đương nhiên luôn, rất là nguy hiểm ha. Thì bạn muốn mình cho ý kiến thì đó mình vừa nói rồi đó, là bất khả thi. Nếu làm chỉ là để thí nghiệm chơi thôi thì được ha. Nè, có một bạn nói nè, tại mình hôm trước mình nói về vấn đề mà đi số 4 ở trong phố đó. Số 4 winner đi gần và nóng máy lắm, ở 40 và 50. Bạn này nói là không biết anh sao chứ xe em đi 40 50 mà ở số 4 đó, nóng máy cực kỳ. Thì cái này bạn phải coi lại. Thứ nhất là bảo vệ các nước có gắn sai không nè. Thứ hai, nhớt. Thứ ba, nước mát kiểm tra lại. Thứ tư, xin nhông dĩa có bị căng hay không, tức là làm cho cái xe mình nặng rồi bó bó bố phanh rất là nhiều nha. Chứ xe winner hay xe này cũng vậy, đi số 4 mà đi khoảng 40 50 á là đi từ sáng tới chiều luôn, nó không có nóng các bạn, rất là mát luôn, thậm chí mình đi lên 60 70 còn được. Mà có bạn đã vào nói thì nếu vào mà như vậy á thì bạn nên kiểm tra nhớt nè. Cái đầu tiên nhất mình muốn bạn kiểm tra phải là nhớt, rồi sau đó mới nói là cát nước, nước mát, rồi bó bánh gì đó đủ kiểu hết ha. Bạn mình đi kiểm tra đi, số 4 mà đi trong phố mà kiểu đó là 40-50 mà vậy là nóng máy là không được rồi đó ha. Mà quan trọng là nóng máy mà nó có bị báo nhiệt ở đây không. Đôi khi bạn không biết, cái xe nào nó cũng nóng hết, bạn sờ vô là nóng phỏng tay luôn á, là chuyện bình thường thôi. Cái động cơ đang chạy mà sờ vô là nóng dữ lắm, là chuyện bình thường. Mình sợ bạn chưa có hình dung được cái độ nóng của nó tới cỡ nào thì bạn cho là nó nóng nhiều, thực ra là như thế là bình thường, thì bạn nên kiểm tra lại ha. Nè, cái chuyện này mình cũng nói nhiều rồi ha. Rô đai lần đầu có cần tháo lọc nhớt ra? Bà này nói nè, bây giờ em mới mua xe, em vẫn nghe trên mạng nói vấn đề mà winner á bị lọc nhớt bị lỗi, rồi lọc nhớt lỗi nè, làm cho xước cam rồi róc máy gì đó. Thì bây giờ em mới mua, em có cần cho thợ hãng tháo lóc nồi ra kiểm tra lọc nhớt không? Tức là bạn, tại vì bạn chưa có hiểu vấn đề này, là bạn xem YouTube á, hay là TikTok hay gì đó, có những cái người người ta làm, người ta câu view thôi, thì người ta nói cái vấn đề cho nó thái quá lên để thu hút cái lượng người xem. Cứ người nhìn thấy cái gì đó nó ví dụ như bây giờ mua winner là sai lầm lớn của tôi, toàn là lỗi, đăng lên cái, đưa cái tiêu đề lên cái là chắc chắn các bạn là sẽ hiếu kỳ vào xem liền để coi ông này nói lỗi gì, ví dụ vậy, kiểu vậy đó. Thì vô tình làm cho bạn chưa có hiểu về xe, cho nên là bạn sẽ lo lắng. Thì mình đã chia sẻ rồi, bạn vào danh sách tìm đi, những vấn đề lọc nhớt này mình có nói rất là nhiều rồi, không cần. Mặc dù Honda cũng có khuyến cáo là 12.000 cây số thì đi thay bố nồi, gỡ lốc nồi ra và kiểm tra lọc nhớt. Thì thực ra bà nói với mình á, gần đó mình làm 19.000 cây số á, là nó cũng có dơ phải không đâu, nhưng mà nó chưa đến nổi đâu các bạn, dơ nhưng mà vẫn bình thường. Tại vì đã có nhất rất nhiều bạn đi lên 30, 40, 50, 60 chưa kiểm tra lọc nhớt là bình thường. Nếu mà bạn tự nhiên mới mua xe về mà mới mua xe mà đi tháo cái này ra, mà thợ hãng mà dám tháo ra để kiểm tra là mình cũng bó tay thợ hãng rồi. Nhiều thợ hãng rất là tệ. Có một bạn nè vào comment trong video mình nói là mình hướng dẫn cách xem đồng hồ thông bố, thông số và báo lỗi cái chiếc winner á, thì bạn nói là cuối cùng em cũng nhẹ lòng. Tại vì á, cái xe em chạy qua đường dằn á, nó cứ tè, cái ABS phía trước nè, nó cứ tè hoài. Em lo lắng, mà em lên hãng, mấy anh thợ hãng không mò ra được, không biết lý do tại sao lại tè. Mai coi được video của anh, em đã được thông não rồi. Đó, các bạn thấy không? Thợ hãng, ngay cái chuyện mà ABS nó tè qua đường dằn mà còn không biết. Thì nếu mà bạn mà kêu tháo lốc máy ra kiểm tra lọc nhớt mà cũng tháo luôn là mình cũng bó tay, mặc dù là xe mới ha. Honda tính hay lắm. Mình không như bên Nhật nha. 12.000 cây số này hay là 15.000 cây số, nếu các bạn tháo lốc nồi ra kiểm tra lọc nhớt, sẵn kiểm tra luôn bố nồi, xem mà xem mình cái bố nồi nó có như thế nào, nó có bị cháy hay không, cũng đáng lắm, cũng đáng để tháo lọc nhớt ra lắm các bạn. Tháo cái lốc nồi ra kiểm tra lọc nhớt, sẵn kiểm tra bố nồi rồi thay nước mát luôn cũng được. Thời điểm đó ví dụ vậy thì 12.000 cây số là cũng ngót nghét một năm rồi, trừ khi bạn đi quá nhiều thôi, chứ không thì cũng một năm rồi. Thì cái việc tháo ra đó cũng đáng lắm, mình thấy chẳng có gì cả, mà thực ra là không quá cần thiết. Honda là cho mình cái mốc 12.000 này là trừ hao đó,
các bạn vẫn có thể chạy hơn như thế. Như mình nè, 19.000 mình mới tháo ra mình làm đó, bây giờ là 34.000 rồi, có vấn đề gì đâu. Tức là các bạn vẫn có thể là để tới 20-30.000 nếu bạn xài nhớ kỹ nha. 20-30.000 là bình thường, nếu bạn chạy đúng kỹ thuật, đừng có rà côn mà nó cháy bố, nó chà bố ra bã đó, thì cái đó mới có chuyện thôi. Thì bây giờ nè, chiếc xe này mà bạn rà côn mà nó chà bố ra bã thì cho dù có lọc nhớt rời đi chăng nữa, nó vẫn sẽ ảnh hưởng các bạn. Lọc nhớt rời này nó tắt một cái một thì còn chết lớn nữa đó ha. Mình không binh vực cái hãng nào hết, nhưng mà mình mong các bạn là hiểu rõ vấn đề và hiểu rõ cái xe mình, đừng bị hoang mang và đừng bị những cái kênh YouTube hay là những cái TikTok này đó, nó câu view, nó làm cho mình hoang mang. Tăng cam hồi có nè, lọc nhớt đủ kiểu hết ha, không cần nha các bạn, không cần. Cứ thay nhớt kỹ nè, thay đúng định kỳ, chạy đúng kỹ thuật, đừng rà côn là ok rồi ha. Đây, câu này cũng rất là hay nè. Winner X V2 nó nhẹ hơn là Exeter 155, nhưng tại sao khi cùng leo dốc cái dốc đó mà Winner V2 số 6 leo cảm giác nó mạnh hơn, Exeter 155 leo cảm giác nó yếu hơn với cùng số 6? Thì đó, nó là do cái vấn đề là cái tỷ số truyền. Tỷ số truyền đó các bạn, cho nên là được cái này thì nó mất cái kia. Vì lẽ đó mình nói là Winner đang số 6, các bạn vẫn có thể để như thế và vặn đi luôn cũng được. Nhưng với xe này thì nên về số, mình vặn lên nó tốt hơn, là do tỷ số truyền. Nó giống như là cái clip xe đạp mình có nói rõ vấn đề mà moment, công suất, tỷ số truyền đó. Các bạn vào đó xem cho kỹ là hiểu được ngay vấn đề tại sao số 6 xe này nó yếu hơn. Thực ra cái máy nó 17,7 lực, nó không yếu hơn Winner, nhưng do Yamaha làm tỷ số truyền ở số 6 để chạy nước hậu, để chạy nước mà nó kêu bằng nó êm, cho nên là số 6 Winner nó mạnh hơn, nhưng đổi lại nó không có êm được như thằng này. Này số 6 nó có vẻ yếu hơn đó, nhưng mà chạy tốc độ cao nó rất là êm. Được cái này thì mất cái kia. Yamaha làm số 6 mạnh như Winner cũng được vậy, nhưng mà Yamaha muốn nó đi êm, đi mượt ở số 6. Còn Winner là Honda muốn làm cho nó mạnh ở mọi cấp số ha. Thậm chí số 6 vẫn cho cảm giác mình bốc, để theo cái thị hiếu của giới trẻ bây giờ là mạnh bốc gì đó, ví dụ vậy. Thì mỗi cái thiết kế của người ta làm ra là tao hướng đến những cái khách hàng của mình ở từng thời điểm, từng giai đoạn ha, nó vậy đó. Này, một bạn này chạy xe côn tay đã chạy 2-3 đời xe rồi, nhưng mà bạn không nói xe bằng xe gì nha, cứ vô số 5, số 6 hay nghe cọc cọc giống như là 2 tầng vậy, móc mạnh cảm giác là 2 nấc là không ổn rồi. Xe này hay Winner vậy cũng vậy ha. Mình công nhận là Winner khi các bạn mà về á, về số á, thì nó nghe cốc cốc đó, nhưng mà khi lên số nha, cực kỳ mượt, có thể nó là người ngồi sau không biết luôn á. Nhưng mà xe của bạn, dù là xe này hay là Winner mà vào số cái kiểu đó, thì thứ nhất là phải kiểm tra lại côn, thứ hai là kiểm tra lại cách chạy. Nhưng bạn đã đi 2-3 đời xe rồi, như vậy chúng ta là bạn cũng đã rất là rành, rất là rành cái chuyện mà buông côn, cắt côn này rồi, và thậm chí là chỉnh côn như thế nào đó, thì bạn lại nên kiểm tra cái khác. Tức là bạn đã bỏ qua những cái bước là không biết chạy côn tay nè, bạn chạy 2-3 đời xe rồi, bộ nhông số nó có cảm giác 2 lần như thế á, là khả năng là cái bộ nhông số của bạn có khả năng nha, là nó có thể là bị mẻ hay là bị sượng cái gì đó rồi, cho nên là nó qua không được ngọt, và cảm giác như là nó có một cái gờ. Mình lấy ví dụ nha, thay vì á là nó sẽ đi thẳng qua thế này thì nó sẽ có một cái gợn ở đây, bạn đi vào móc bồ gì nè, xuống đi qua thêm cái nữa, nó sẽ tạo ra cảm giác là 2 nấc. Thì nếu mà bạn nghe video này, bạn kiểm tra lại vấn đề côn thì rõ hết rồi, và bạn dám khẳng định là mình chạy xe côn tay gành, lên số xuống số là cực kỳ mượt, thì bạn nên kiểm tra cái bộ nhông số của mình, coi và trong thời gian đó coi có bạn bè mình mượn hay người thân mình mượn chạy và vào số không đúng cách, nó bị mẻ hay bị khớp bị gì đó hay không. Vấn đề này nó liên quan tới kỹ thuật ở trong cái bộ số rồi, bạn nên đi kiểm tra, tốt nhất là cho thợ hãng hay thợ ngoài đó, người ta kiểm tra cho người ta chạy luôn, và cảm giác đó người ta sẽ biết được là nó bị chỗ nào ha, chứ mình không thể nào tư vấn được bạn làm cái gì, tại vì mình không phải là thợ
sửa xe ha. Vì bạn đã khẳng định mình chạy hai ba đời xe rồi, cho nên mình sẽ bỏ qua cái bước là chỉnh côn gì đó. Ok ha, có vấn đề đó. Số 5, số 6 là vô rất là mượt luôn. Mà bạn vô như thế là có vấn đề rồi. Vấn đề vì cái côn số 1, 2, 3, 4 bình thường, mà 5, 6 bị. Chỉ có 5 và 6 thôi là coi chừng bộ nhông số của bạn. Thậm chí là cái cần lừa thôi. Cái cần lừa mà nó lừa, nó không còn được chính xác, nó cũng bị. Nhưng mà chắc cần lừa là thôi, bạn đi kiểm tra đi. Bây giờ mình nói ra nó dài dòng dữ lắm ha. Nè, chai phụ gia xăng có an toàn hơn là vệ sinh buồng đốt không? Có bị mùi than làm xước lòng, róc mái? Thì đây, chai phụ gia xăng. Tức là bạn muốn xài phụ gia xăng nhưng mà hỏi ý kiến mình là nó có an toàn không? Tại vì sẽ có rất nhiều những người khác đã nói là vệ sinh kim phun buồng đốt, nó xức những cái mảng bám nó ra, rồi nó sẽ đi lên... vô tình nó rớt vô xúc bắp, làm đổ xúc bắp, cao xúc bắp nè, hay là nó rớt xuống chỗ nào đó, nó làm, nói chung là sẽ làm xước lòng gì đó. Tức là thay vì nó không rớt lên xúc bắp mà nó xớt xuống chỗ bê tông, ví dụ vậy, nói chung là nó phát sinh ra nhiều thứ. Thì cái này á, nó liên quan đến kỹ thuật rồi. Mình không có dám mạnh miệng mình nói là như thế này thế kia. Mình chỉ tuyên bố một câu thôi. Sau này bất cứ dòng xe nào cũng vậy, của mình cũng vậy. Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ không sử dụng bất kỳ một cái phụ gia nào nữa hết. Phụ gia xăng, phụ gia nhớt, vệ sinh kim phun buồng đốt hay gì đó là không bao giờ mình làm nữa. Vệ sinh kim phun là phải tháo kim ra vệ sinh. Vệ sinh buồng đốt, nếu cảm nhận mà cái buồng đốt mình có vấn đề á, tóc cái đầu ra, cạo khói, sấy xúc bắp làm luôn. Ok chưa? Mình nhắc lại nha, không bao giờ mình sử dụng bất kỳ một cái dung dịch nào nữa hết. Phụ gia xăng, phụ gia nhớt, vệ sinh kim phun buồng đốt kiểu mà xài chai dung dịch 3M mà nổ máy 20 phút. Không bao giờ mình làm nữa. Ha. Có một bạn hỏi nè. Em ở Bình Định. Xa đó. Bình Định. Bạn này muốn xuống Sóc Trăng của mình á, mua xe Winner. Rồi sau đó sẽ quay về. Trên đường quay về bạn sẽ ghé qua Sài Gòn. Tại vì ở đó có người thân. Thì từ Sóc Trăng tới Sài Gòn khoảng 200 cây số. Rồi từ Sài Gòn về Bình Định là khoảng 600 cây số. Như vậy thì tổng quãng đường đi là 800 cây, ví dụ vậy. Thì thay vì á đi tới Sài Gòn thì em sẽ đi trên đường đi trở về Bình Định á, sẽ ghé dọc đường một cái hét nào đó để mà thay nhớt. Theo đúng như mình nói là road die ở khoảng 400 500 cây số. Nhưng nếu mà lỡ em quên em chạy về tới Bình Định luôn là nó ra tới 800 rồi thì có sao không anh? Thực ra thì nếu mà mình quên á thì cũng không có ảnh hưởng đâu các bạn. Tại vì có những bạn á, chai nhớt đầu tiên không biết, xài tới ngàn mấy luôn mới thay. Tức là cái nhớt có sẵn trong máy á, chạy tới ngàn rưỡi luôn. Mà nếu mà thực sự mà bạn chạy tới 1.500 luôn á, thì nó cũng có ảnh hưởng đó. Tại vì làm gì làm, cái nhớt đầu tiên trong máy á, cái động cơ mình nó còn mới quá, nó cũng sẽ có những cái bay dớ, tức là mụi nhỏ đó, nó mài mòn ra đó các bạn. Nó cũng sẽ làm ảnh hưởng ha. Mà nếu để tới 1.500, chúng tôi là cái người bán cho bạn những kỹ thuật mà lắp ráp xe cho mình không dặn bạn rồi. Chứ bây giờ bạn đi mua xe phải không, bất cứ xe gì cũng vậy, người ta sẽ dặn là khoảng chừng 400, 500 hoặc sớm lắm cũng phải 300 cây số là phải quay lại thay nhất lần đầu rồi. Các bạn để ý đi, bạn nhân viên nào cũng phải dặn mình như thế. Rồi á, ở giai đoạn đó mình sẽ chạy thêm 1.000 nữa đi, là mình kỹ thôi. Chứ thường á, thay chai nhớt đầu tiên rồi phải không, là chai nhớt tiếp theo á, thợ hãng là người ta khuyên là chạy khoảng 2.000 thay. Nhưng với mình nha, mình chạy 1.000 nữa thôi, tức là tổng ô đô lúc đó nó khoảng chừng 1.500, là mình thay theo một lần nữa cho nó chắc ăn thôi. Cho nên là cái lần thứ hai đó mình thường là mình xài nhớt rẻ, nhớt bán tổng hợp, tại vì mình chạy có 1.000 cây à, là mình thay rồi. Mà cũng có nhiều bạn bây giờ, anh ơi em xài chai full tổng hợp được không? Được, tại vì mình kinh tế thôi, mình muốn rẻ thôi. Cho nên chai thứ hai đó mình mới xài chai rẻ. Rồi 1.500 xong xuôi rồi phải không? Thay thêm một lần nữa là lên full tổng hợp luôn. Cũng như là hết road die rồi, chạy thoải mái rồi đó. Lên full tổng hợp cho nó đã, mát mái, số nhẹ ha. Dù vậy thì nếu mà bạn có quên 800 cây số thì cũng chẳng sao đâu. Thì cứ vào thay liền đi, thay nhớt ngay cho mình. Rồi chạy tiếp 1.000 cây thay nữa.
là lúc này Udo là 1.800 đó. Ha. Đừng có quan trọng quá, con số của nó cũng chỉ là con số thôi, mình đừng có mà máy móc. Ví dụ như mình nói là 400, 500 mà lỡ lên 600, 700 thì cũng bình thường. Hoặc là bây giờ bạn muốn chuyển quá 300 cây đi thai cũng được vậy. 300 cây thai chạy theo 1.000 nữa là 1.300, thay thêm một chai nữa, hoặc là tới 1.500 luôn cũng được, thay chai nữa. Tức là con số mình cho nó chỉ là tham khảo thôi các bạn. Thậm chí Honda cho mình những con số ở trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng á, cũng là cho và có trừ hao. Tới lít nhớt nè, nhớt đây nè, mà còn cho mình một cây que, có một cái vạch dài thế này để mình trừ hao, các bạn thấy không? Cho nên là các bạn cứ yên tâm và đừng máy móc quá. Hút chút xíu không sao, sớm một chút cũng được ha, bạn yên tâm nha. Rồi, cái bộ lọc nhớt mình nói rồi ha. Thực ra bộ lọc nhớt này là tới hai bạn lần đó, một bạn là Rodai lần đầu tháo lọc nhớt nè, một bạn là Winner V3 có còn bị lỗi lọc nhớt gây lột cam không nè ha. Là hai bạn đó mình đã nói chung rồi. Bây giờ tới tăng cam nè, lại là tăng cam. Thì bạn muốn xin ý kiến mình thôi, là tăng cam Winner ví dụ vậy nó bị kêu á, thì cái tăng cam zin đó đó mình có thể tháo ra, mình độ chế lại cái lò xo để cho nó đẩy tốt hơn, hay là thay tăng cam mới, hay là vấn đề mà thay tăng cam của Red Leo gì đó, hoặc là làm tăng cam mà cho nó cứng nhắc, thì anh cho ý kiến về vấn đề này. Thì như mình đã nói rồi, nói mà nói rất nhiều luôn rồi, thì tăng cam là nó cũng là một cộng sơn cam thôi, nó giống như cái sơn xe sau này vậy đó. Các bạn mà tăng cái bánh xe này cho nó cứng nhắc lên, chạy là nó khác liền, mà rất nguy hiểm nha, nó có thể là đứt sơn bất cứ lúc nào. Tại vì các bạn căng mà cứng nhắc như thế, rồi khi mình lên ngồi thì cái nữa, mình lên ngồi á thì nó căng thêm miếng nữa. Mà nó căng cứng như thế á, nếu mà nó không đứt sơn á, thì cái chốt lower chỗ mà cái nhông trước này nè, có thể làm cho nó cong luôn không? Hoặc là các bạn nó sẽ gị cái bánh tăng cam, cái nhông trước á, nó sẽ gị cứng nhắc như thế này. Thì lâu ngày cái chốt mà đưa ra để chịu cái nhông đó, nó có ảnh hưởng không các bạn? Ảnh hưởng chứ. Phải không? Cho nên là phải có độ trùng. Rồi khi nào mà nó trùng nhiều quá là mình phải tăng sơn, thì tăng cam thì cũng vậy. Bởi vì người ta mới cho mình một cái tăng cam tự động. Lúc mà đầu tiên cộng sinh cam á thì nó chưa có trùng á, nó vẫn có chỗ trùng nhẹ nha. Thì tăng cam nó chưa có đẩy xuống, nhưng mà càng ngày càng trùng thì tăng cam nó càng ngày nó càng đẩy xuống, để làm cho cộng sinh cam nó không có bị vũ các bạn. Nó vũ nó bung vô thành máy. Mà đằng này bạn làm cho nó căng cứng nhắc luôn. Chế những cái tăng cam mà gọi là căng cứng nhắc luôn á là phản khoa học. Nó căng cứng ngắt như vậy thì cộng sinh cam nó sẽ gịch. Nó gịch cái gì các bạn? Có phải là nó gịch cái cốt cam trên này không? Cốt cam Winner á là nó tì thẳng lên cái thành máy như thế này. Đúng không? Nó lăn thẳng trên này. Mà nếu mà các bạn gịch mạnh như thế này á, bình thường á, nó lăn bình thường á thì sẽ có một màng nhớt mỏng ở đây ha. Thì nó lăn, nó trượt ở trên màng nhớt đó, nó mới bền. Còn này các bạn gịch cứng ngắt như thế này thì nhớt nào còn ở đó nữa các bạn. Và lâu ngày như thế nó tì thẳng vào thành máy như thế này thì nó có tổn không các bạn? Nó phải tổn chứ. Cái tăng cam mình nói rất là nhiều lần rồi, hy vọng thì các bạn có thể tìm lại những video trước đi ha. Cứ tăng cam hãng, còn không mà tăng cam Red Leo, mà những cái loại mà thế hệ mà nó làm theo hãng nhưng mà cái tầng cần tăng cam nó làm dài hơn các bạn, nó làm dài hơn thì nó sẽ tăng được nhiều hơn một chút thì ổn đó, ok đó. Còn những loại mà tự chế hay gì đó mà làm cho nó cứng ngắc như thầy như vậy ha, đẩy tăng cam vô mà nó đổi cứng ngắc luôn, phải dùng tay nhấn nó xuống rồi mới siết ốc lại được, là trời trời tiêu đó ha. Rồi, mở tua máy. Một bạn mình không biết là mở tua máy để làm cái gì mà em chạy là chỉ dưới 100 km/h, có hại gì không anh? Rồi, em chưa bao giờ mà lên được tới 50 km/h xăng. Tức là ý bạn nói là hao xăng đó. Đi đoạn đường khoảng chừng 10 km, thậm chí có lúc đi lên 30-40 km thì nó vẫn là ở mức là khoảng 47-48 km/l. Thì là do mở. Mặc dù là bạn cái quan niệm như thế này nè, là mở tua cho tua lên cao hơn á, thì mình không biết là cái thợ mà mở cho bạn làm cái gì,
nhưng mà có thể là nó đã ảnh hưởng đến cái chế độ phun, thậm chí là đóng mở xúc bắp và can thiệp vào cái máp lửa mà Honda đã chỉnh sẵn ở trong này rồi, thì làm hao xăng là chuyện bình thường. Mà nó hao xăng như thế là nguy hiểm lắm nha. Ví dụ như người ta, bạn chạy từ tốn dưới 100 cây số trên giờ mà chạy từ tốn như thế thì 1 lít nó đi được khoảng chừng 60 cây, nhưng mà lần này bạn chỉ còn khoảng chừng có 50 cây, thì 10 cây số đó là nó sẽ hao xăng hơn nhiều, đúng không? Mà cái lượng xăng mà nó hao đó, nó không sinh ra cái công suất thì nó sẽ đi đâu? Nó dư. Lượng xăng dư đó lâu ngày nó sẽ đóng muội. Đóng muội ha, đóng muội cái buji, đóng muội cái buồng đốt. Và thậm chí là nó đi ra ngoài môi trường. Nó làm hư luôn cái bộ chuyển đổi chất xúc tác. Và đi thẳng ra môi trường. Tức là bị dư xăng á. Xe bạn chạy bị dư xăng á. Mà dư như thế là lâu ngày, môi trường thì mình bỏ qua một bên đi, là nó sẽ tổn hại cái động cơ của bạn. Tại vì nếu mà mở tua mà mở theo kiểu mà bạn cứ nghĩ là chỉ mở tua thôi, mà đâu chạy tới vòng tua ở đâu, vẫn chạy ở trong cái mức cho phép. Nhưng mà cái thợ mà nó can thiệp vào, người ta làm gì? Sao không biết được? Người ta có can thiệp vô cái bản đồ đánh lửa nó không? Cái map đánh lửa nè ha. Rồi bị độ mở bướm ga, rồi vị trí thời gian đóng vào xúc bắp, chỉ cần thay đổi cái đó thôi ha, vô IC nè, can thiệp vô mà làm là bậy á, là coi chừng. Thì bạn chạy bình thường như thế mà đã hao xăng thì nó liên quan đến vấn đề mở tua rồi, chắc chắn là sẽ có vấn đề. Lúc mới đầu thì chưa có gì, nhưng mà lâu dài nó sẽ có cái gì ha. Mà bạn đi mở tua máy làm gì không biết, mà trong khi chạy không tới lúc đó thì mở tua máy làm gì, thấy không? Đôi khi á, bạn nghe những cái kênh mà TikTok hay này kia nọ nó làm, mình thấy mình mê, có xu hướng là mình sẽ làm theo ha, cũng muốn học đòi làm theo vậy đó. Cũng giống như vấn đề xuống bánh nhỏ, những bạn mà xuống bánh nhỏ là có xu hướng là để đua chạy truck hay là gì đó, xuống bánh nhỏ để cho nó lanh hơn và tốc độ nó đạt cao hơn chút. Và còn là một cái chất chơi của mình. Nhưng mà có những bạn chạy rất bình thường, nhưng vì thấy những người khác xuống bánh nhỏ nó lạ, nó đẹp, nó độc. Mà đẹp ở đây là đẹp theo cái kiểu phong trào thôi, thì cũng làm theo. Nhưng mà thực ra là không có hiểu hết được cái công dụng khi mà xuống bánh nhỏ là để làm cái gì. Thì tự nhiên đi xuống theo như vậy, nó vừa mất tiền, mà đôi khi nó sinh ra những cái chuyện khác. Xuống bánh nhỏ là cái vành này nè, phải chất lượng. Vành mà yếu yếu là xuống cổ gà nhẹ cái thôi nó cũng oan. Mà nó oan như thế là có nguy hiểm không các bạn? Té hay gì đó là sao? Xe làm sao nó ủi tới rồi sao? Rất là nhiều chuyện sinh ra. Mà trước mắt phải tốn tiền rồi. Tại sao xe càng lớn người ta làm bánh càng to, mà mình tự mình xuống bánh nhỏ làm gì? Trừ phi mà nói rồi, xuống bánh nhỏ vẫn được, nhưng mà người ta có mục đích của người ta. Tức là người ta chạy đua, chạy trường á, trong trường á, thì người ta làm để người ta đua ha, chạy 100m, 200m gì đó, đề ba ai nhanh hơn thì người ta mới làm. Còn mình không có nhu cầu đó thì mình làm theo làm cái gì? Đó là gọi là xu hướng, mà xu hướng chưa có đúng. Thì mở tour này cũng vậy, mình khuyên bạn nè, và những bạn khác luôn, nếu mà chạy xe chưa rành nữa thì cứ giữ gìn chạy đi. Chạy chưa rành mà đòi đi mở tour, bô xăng lửa. À, bô xăng lửa chi? Chạy xe zin chạy còn không hết nữa, mình bô xăng lửa làm cái gì? Vừa tốn tiền mà nhiều bạn bây giờ gọi là báo đó. Cái chữ báo bây giờ mình nghe nhiều đó các bạn ha. Mình khuyên các bạn nên đi xe zin đi. Bền nhất vẫn là xe zin. Còn đá độ ha, nó là cả một cái bầu trời kỹ thuật công nghệ, mà nó là một cái môn chơi rất là tốn kém. Mình không hề đã kích những người độ xe đó, mà mình phải là mình ngưỡng mộ nha. Người ta là có khoa học kỹ thuật đàng hoàng mới độ chiếc xe được, chứ không phải muốn làm sao là làm. Ví dụ như độ gấp xe dài ra được chứ, nhưng mà người ta phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động của xe nó như thế nào ha. Rồi cái khoảng sáng gầm, rồi cái trọng lượng trọng tâm của xe phải như thế nào. Phải nói là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, coi như cái đầu óc người ta phải cao lắm, học hỏi cao siêu lắm người ta mới độ. Và đó là những cái sân chơi dành cho người có tiền.
và đam mê thực sự. Còn với những mình người như bây giờ bản thân mình, tại sao mình giữ xe gym mình chạy? Mình thứ nhất kinh phí, thứ hai mình không có đam mê vấn đề đổ xe đó, thì mình sẽ loại bỏ nó qua bên liền. Thà là chơi xe gym, còn đã độ phải độ cho tới, độ cho nó ra cái gì đó. Còn độ mà nửa vời, gọi là dân chơi nửa mùa, là không nên. Vừa tốn kém mà bị những người khác người ta chê cười, mà hơn nữa là các bạn sẽ lãnh hậu quả từ cái độ đó. Độ không tới, nó nguy hiểm lắm các bạn, nó nguy hiểm lắm ha. Rồi, video này cũng dài rồi, mình sẽ khép lại cái video này đây. Hôm nay mắc mưa, winner. Chính vì mắc mưa cho nên nó mới ở ngoài. Chứ mình dự định đó nha, mình làm video này là mình sẽ dẫn chiếc xe đó vô đây luôn, khoe xe mà nó sạch. Đầu tiên là mình sẽ post hình lên YouTube, post hình lên Facebook luôn, khoe hôm nay xe được sạch nè. Tại hôm trước mình có đăng lên đó, cây lụa và xe dơ hầy đó. Xe dơ hầy luôn á các bạn, xịn kinh khủng lắm. Tại mình đi qua cái đoạn mà qua cây dương rồi, bạn nào mà ở khúc đó chắc biết. Từ Sóc Trăng mình sẽ lên ngã 7, rồi từ ngã 7 mình sẽ đi qua Phụng Hiệp, cây dương, rồi tới cầu Móng nè, rồi mới đi ngang qua Long Mỹ, đi ngang Long Mỹ nữa, rồi mới đi tới Vị Thanh. Thì cái đoạn mà qua cây dương chút xíu có một khúc đó, người ta đang đổ cát, người ta làm lộ đó các bạn, chạy ngang khúc đó người ta xịt nước á, bởi nó văng xình ghê lắm đó. Hôm sau rửa, rửa sạch rồi, chưa kịp post hình mà khoe nữa, mắc mưa. Trời ơi, mắc mưa luôn các bạn, mình mắc cười quá trời luôn. Con gái mình nó chọc mình hoài vụ này nè. Tại ba rửa xe, mà công nhận ba VIP quá. Đang tháng nắng mà vẫn mưa được, ba rất là VIP. Còn thấy nó chọc mình không ha. Rồi, mình sẽ kết thúc video đây nha. Xin chào các bạn.